Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của em. Lại là em, Tú, xa lộ. Hôm nay bên em có một chiếc Solati màu bạc bản D, đã được một anh khách tại thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng đại lý bên em và mua về. Sau đó anh khách này đã có lên một số option nâng cấp về nội thất cho xe. Về phần ngoại thất thì không có gì thay đổi nha quý anh chị. Tuy nhiên về phần nội thất thì đã được thay đổi. Và cụ thể hơn thì chúng ta hãy cùng nhau đi xem thử phía bên trong xe đã thay đổi những gì. Từ phía ngoài đây thì quý anh chị có thể thấy được là bộ ghế đã được thay đổi rồi nè. Vâng, và đi vào chi tiết hơn thì đầu tiên em xin mời quý anh chị cùng lên chỗ khu vực tài xế để mình tham quan và xem coi có gì đặc biệt nha. Khi mà mở cánh cửa này ra thì ở đây em thấy được là cái phần tắp bi cửa đã được ốp giả gỗ. Thì cái chất liệu này là sơn nhúng nha quý anh chị, không phải là dạng dán đề can, cho nên là nó khó bong chóc và dột lên hơn là đề can. Ngoài ra thì còn ở phần cụm trung tâm giải trí ở phía giữa đây cũng đã được ốp giả gỗ, chất liệu là sơn nhúng. Phía trên trần, khu vực đèn chiếu sáng dành cho tài xế và ghế phụ cũng được ốp luôn. Ngoài ra thì còn có một cái option nho nhỏ nữa ở khu vực này nè, quý anh chị có thể thấy được không? Đây là option camera nghị định 10 nha quý anh chị. Hiện tại thì quý anh chị nào mà chạy xe dịch vụ đó, xe khách thì bắt buộc phải gắn cái camera nghị định 10 này. Nó soi đến những cái khu vực ở hàng ghế phía sau, hành khách, theo dõi hành khách phía sau. Ở đây thì nó có hai nút bấm. Vậy nút bấm này để điều khiển cái gì? Chúng ta hãy cùng bật lên thử nha. Đầu tiên là hãy bật công tắc chìa khóa lên, mở điện lên. Rồi sau đó nhấn thử coi. Nó sáng đèn nè quý anh chị. Nhấn thử vào đây. Có gì thay đổi không? Wow, một cái đèn trần. Và đây cũng là một cái option đã được nâng cấp nha quý anh chị. Bây giờ thì em xin mời quý anh chị lên trên khoang hành khách để mình xem cái đèn trần này nó như thế nào nha. Đây, một cái đèn trần. Thì bên em gọi cái đèn này là đèn trần 3D nha quý anh chị. Tại vì sao gọi là đèn trần 3D? Phía bên ngoài này vẫn còn một cái lớp ni lông chưa được lột ra. Nhưng mà khi lột ra thì quý anh chị có thể thấy được là nó có hiệu ứng giống như là vô cực ha. Bên trong có các bóng LED đổi màu rất là đẹp. Và nhìn nó rất là sâu, thâm thẳm. Càng nhìn nó càng sâu, không đáy. Thì phía trên có hai công tắc, một công tắc là để điều khiển cái đèn dải đèn LED màu trắng ở đây nha quý anh chị, còn một cái là để điều khiển cái đèn 3D. Rất là đẹp. Vâng, ngoài đèn trần ra thì hẳn nhiên ở đây là một bộ ghế U châu Âu. Bộ ghế này thì được trang bị dây seat belt, dây an toàn 3 điểm cho từng ghế luôn. Quý anh chị có thể thấy được ra đây là bộ ghế này á, nó có cái dây này màu rất là nổi bật, màu đen viền đỏ, đi kèm với đó là một cái bộ ghế màu kem. Bộ ghế U châu Âu này nó có những tính năng gì đặc biệt, tiện ích gì, xin mời quý anh chị cùng xem nha. Thì đầu tiên ở đây, khu vực này nó là một cái lỗ, một cái đầu sạc USB, hai lỗ. Ở đây có một cái bàn ăn, có một cái lỗ khoét sẵn ở đây để mình đựng ly nước hoặc là chai nước. Và cái bàn ăn này nó được thiết kế có thể gập lên gập xuống, chống gãy luôn nha quý anh chị. Phía giữa đây nó có một cái nấc nè. Thì cái này nó chịu tải
cũng vừa phải thôi, không có quá nặng đâu, vì nếu mà quá nặng thì nó sẽ bị sập xuống như thế này. Tuy nhiên thì nó lại là một cái tính năng để bảo vệ an toàn, chống gãy cái bàn này. Thường thì khi mà quý anh chị mà sử dụng mở ra như vậy á, mình sơ ý, mình tì đè lên nó, nếu mà nó không có cái khớp như thế này thì nó sẽ gãy. Còn cái này là nó chống được gãy. Ngoài ra thì phía dưới đây nó còn một cái lưới giống như là một cái hộc nữa cho quý anh chị có thể để đồ dùng nha quý anh chị. Trước mỗi hàng ghế thì đều có hai cái tay nắm hai bên rất là chắc chắn. Ở đây thì anh khách ảnh vẫn yêu cầu là giữ lại cái tay nắm dành cho hành khách phía sau ở khu vực này. Đến với cái option tiếp theo, xe này được trang bị thì quý anh chị có thể nhìn xuống dưới sàn ha. Đây là loại sàn giả vân gỗ. Cái chất liệu của nó là simili nha quý anh chị. Thì đối với cái chất liệu này, bên em hoàn toàn đảm bảo được là chống trượt, chống cháy, chống thấm nước cho quý anh chị. Nhiều hành khách có thể ngồi hút thuốc hoặc là tàn thuốc nó rơi xuống dưới sàn á, thì cái sàn này nó sẽ không có bị cháy đen, không thể nào chùi ra. Đó, cái này nó sàn nên nó tránh được cái việc đó. Đồng thời là nó chống chân trượt luôn, chống nước, có đổ nước lên thì nó không có thấm vào, nó không có làm mục rửa cái simili này ra. Cái lớp này rất là dày luôn nha quý anh chị. Đây là khu vực ghế phụ kế bên tài xế. Vâng, em vừa mới liệt kê một số cái option mà anh khách này đã lên cho chiếc xe, thì bên em gọi cái option này nó gọi là option luxury cơ bản thôi. Thì đối với những anh chị nào mà có nhu cầu mình gắn thêm một số thứ khác, ví dụ như là màn hình Android, loa sub, loa trầm, thì bên em vẫn có hỗ trợ, vẫn hỗ trợ gắn luôn nha quý anh chị. Đối với phiên bản này thì anh khách không có lên, vẫn còn là sử dụng đầu FM radio. Rất là đẹp. Cái này mà khi mà mình bóc cái ni lông ra thì nó giống như là bầu trời ngàn sao ở trên Rolls Royce vậy đó quý anh chị ạ. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video clip của em. Em là Tú Hyundai, hay gọi là Tú Xa Lộ. Em là tư vấn bán hàng tại đại lý Hyundai Phú Lâm, địa chỉ D6-28, quốc lộ 1A, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại di động 0938 298 928. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy cho em một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha quý anh chị.